Hello, xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây thì em về được hai kiện bass 18 inch mang mã hiệu là 18 TNW 3000. Con này thì công suất đỉnh điểm là đạt đến peak 3600W. Rất là khủng luôn, peak là 3600W. Nó max là 1800W và khởi điểm tức là 1800W là đánh liên tục trong vòng 8 giờ đồng hồ nhá. Và công suất khởi điểm của nó gọi là khởi chạy thôi là vào 900W một củ bass này. Đây nhá. Hàng thì ui giời ơi, nhẹ cực kỳ. Bass từ thưởng. hơn 12 cân. Một chiếc kiện bass này. Bass không thôi nhá, không tính thùng bìa các bác nhá. Đấy. Con này thì chuyên vào những cấu hình xúc kép, xúc đơn, kể cả xúc ba. Các bác cũng có thể chơi được cái cấu hình này, tức là ba loa xúc trên một thân thùng ấy, thì có thể chơi được. Đấy. Hàng nhập khẩu ở từ bên Trung Quốc mang về. Đấy, gọi là mang từ nước ngoài về. 18 TNX 3000, à TNW 3000, nhưng mà công suất kích là 3200 là 3600 nhỉ, lâu em không nhớ. Thì đây là hàng nguyên đai nguyên kiện, chính thức đập hộp, lần đầu tiên đập hộp. Đấy. Kiện này là đầu tiên, kiện khác cũng là đầu tiên nữa. Đấy. Còn mở ra rồi xong lại đậy vào xong lại mở ra lần nữa thì lần thứ hai đập hộp. Con này rất là khủng các bác nhé, chuyên dùng đánh công suất cực kỳ lớn. Các bác đánh ví dụ các loại bát 40 hay 50 súp mà bát hay bị cháy, các bác thay của bát này vào đánh tít mù luôn. Đấy. Công suất chịu tải vô cùng lớn. Đấy. Đây là bát của nó, rất là to, cực kỳ lớn, 18 inch, hai côn. Thì bây giờ em sẽ nhấc chiếc bát này ra nhé. Đây là đơn hàng thay thế của đôi này, và đôi này là cái bát này em sẽ thay thế. Bát đó bỏ ra thanh lý cho các bác thôi, chứ không được nhiều. Vậy em sẽ nhấc cái bát này ra, các bác cùng xem nhé. 18 TNW 3000 của thương hiệu 18 sao, âm thanh 18. Hàng rất là chất lượng luôn. Đây, các bác đang xem đây, đây mặt trước và mặt trên của cái bát này. Đấy, màng này, gân ba gân, vải tắm dầu, màng phủ kiểu hợp chất gì đấy chống nước, rất là khủng luôn. Và con này là sử dụng hai côn. Như các bác biết rồi, các dòng loa nào mà sử dụng hai vai côn ấy, thì nó chịu được cái tải công suất rất là lớn. Đấy nha, khung xương và nỗ ốc của nó rất là khủng này. Đấy. Đi chưa? Cái phần này là ốp này nó sẽ bảo vệ côn. Bác nào mà không biết tháo cái này ra là sập từ luôn, phải có máy xả từ đi xong bắt đầu mới nạp lại được. À. Đây nhá, QC Pass này 18 TNW 3000, sản xuất ngày 2 tháng 7 2022, tức là mới về thôi. Model này là sản phẩm này là mới về. Đây, em sẽ quay cho các bác xem cái côn loa trong đây. Đấy, các bác nhìn kỹ là sẽ thấy cái côn loa trong đây. Đấy, bây giờ em sẽ cho cái màng côn nó dao động nha. Thấy chưa? Đấy. Côn con này thì là côn 100. Côn 100 nhưng mà loại hai tầng côn. Một khe côn vòng dưới, một khe côn vòng trên. Đấy, đua vai côn. Đấy, công suất chịu tải vô cùng là lớn. Nếu như các bác đánh không muốn vang nặng, vác đau như cái loại từ 28 côn 125 hoặc là thậm chí là từ 32 côn 150 thì các bác sử dụng củ loa này nó hợp lý. Hợp lý thứ nhất là về giá tiền này, rất là hợp lý, bên em bán chỉ có 5 triệu rưỡi một cặp. Một cặp này bao ship cho các bác là 5 triệu rưỡi một cặp. Đắt ngang với 18 TNX 4000. Đấy, nhưng công suất chịu tải thì con này nó sẽ nhỏ hơn chút xíu. Con kia thì peak của nó là 4000W, con này thì nó chỉ có 3000 mấy thôi. Đấy. Đây nhá, khung xương này. Các cái dòng này thì nó có đời 18 TNW 3000, 18 TNW 2000 và 18 TNW 4000. Hình như là có đấy. Đấy. Em không nhớ đâu, không vào website của 18 âm thanh 18 sao thì không rõ được, nhưng còn đây là đích thực với các bác, củ loa này rất là chất lượng. Đấy, và các bác xem này, nam châm này rất là chất lượng luôn, keo chỉ tròn xe, không có một nhem nhuốc nào cả,
khung thì là hợp kim đúc nhá, khung hợp kim đúc nhôm nhưng mà không biết có pha gang không. Đấy. Đã nhôm thì nó rất là nhẹ rồi. Đấy, không như con loại xương sắt nặng như đá. Có tí thôi, tí xương sắt thôi nó nặng bằng cả khung xương nhôm. Đấy. Và khung viền đây nó làm rất là tỉ mỉ này, gia cố này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Rất là chất lượng. Cái cụ này là sản xuất tại Trung Quốc nhá, không phải là nhập từ Ý đâu. Các bác này thấy em quảng cáo thì bảo loa nhập từ Ý không có đâu. Con này là bát nhập từ Trung Quốc về. Đấy. Hàng copy, đấy, phiên bản copy, bán hàng nói luôn. Chứ ông nào bảo con này là Ý xịn vỡ mồm đấy. Bên em bán hàng nói luôn nhá, không có thần điêu đại hiệp, không có nói phép đâu. Có sao thì nói thẳng thế luôn. Chứ không bây giờ bốc phép thế này thế kia nên chẳng các bác nhận hàng ô em ơi hàng Trung Quốc mà thì bị vỡ mồm em. Đấy. À, thùng bìa họ đóng gói rất là cẩn thận luôn, bìa biếc rất là dày chắc chắn. Thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm của lóng bát này thì liên hệ trực tiếp nhé. Con này thì được cái là tiếng bát, tiếng xúc nó thả úi sôi ôi sâu vô đối luôn, tiếng bát của nó thả thình và nhẹ sườn lắm. Con này hợp nhất với các cái dòng series như là cái thùng extra bát hôm nào em có review, cực kỳ hợp luôn. Đấy, cực kỳ hợp, em đã từng đắp thử và có setup rất nhiều rồi. Đấy. Còn con này thì nếu vào thùng này thì lần đầu tiên thử nên là cũng chưa biết thế nào, lần nữa thì sẽ năm nên đánh thử xem như nào. Và thôi, video giới thiệu hôm nay là báo cáo các bác là có hàng về nhá. Có hàng về. Và các bác nào quan tâm đến sản phẩm của lão bác này thì liên hệ trực tiếp với em. Giá em xin thông báo lại lần cuối cùng 5.500.000 đồng, bao ship toàn quốc cho các bác. Một đôi này nhá, vận chuyển 4-500.000 rồi, không có rẻ đâu. Nên là các bác ý kiến ít thôi. Đấy, được không ạ? Đấy. Và ví dụ như là cấu hình bát này mà nắp vào thùng này thì nó khoảng tầm là 16.500.000 bao ship cho các bác. Đấy, cũng bao ship luôn. Ví dụ bát nắp luôn cả vào thùng thì là 16.500.000 bao ship luôn cho các bác. Đấy, còn các bác mua vỏ thùng năm 2020 không thôi thì là vào 5.500.000 giá tại cửa hàng, bao ship là 7.500.000. Đấy. Bên em đọc giá luôn nhé, chứ không có giấu giá đâu. Đấy. Cổ loa rất là chất lượng. Đấy. Bát 18 inch. Đến từ thương hiệu 18. Ui trời, nặng. Vào có hơn 12 cân thôi. Đấy, nhưng mà nó thuộc dạng là khủng và hầm hố. Ở trong miền Nam nhiều anh em gọi đây là bát hỏa tiễn chứ không phải. Con này là bát hai côn chứ không phải là bát hỏa tiễn. Đấy. Nhìn trông nó hầm hố thì gọi là hỏa tiễn thôi, còn nhiều bác còn không biết đây là từ thường cơ, tưởng đây từ neo không phải. Con này từ thường. Từ neo nam châm nó không bao giờ nó to này, nam châm của nó chỉ có vòng 12, vòng 14 là to lắm rồi. Em chưa gặp cái loa, kể cả loa đánh súp, chưa gặp con nào mà cái vòng nam châm của nó vượt quá 14, khoảng 14,8, 14,9 hoặc là 14,5 thôi. Chưa gặp con nào to hơn 14,5. Cực kỳ hiếm. Đấy. Xịn như Nexo nó mà chẳng có. Chỉ có 14. Ok nhá. Video giới thiệu đến đây là kết thúc. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.